nói đến những hiện tượng đau khổ, sanh già bệnh chết thì không còn ai mà không biết. Nhưng nói đến nguyên nhân sinh ra khổ đau thì ít ai biết đến. Vậy nguyên nhân nào sinh ra sanh già bệnh chết? Nguyên nhân sinh ra sanh già bệnh chết chính là lòng ham muốn của con người. Khi sinh ra đời, không có người nào là không có lòng ham muốn, ham muốn nhiều hay ham muốn ít, nhưng mọi người khéo che đậy. Chứ tâm ham muốn thì người nào cũng giống như người nào, không có khác nhau. Lòng ham muốn là chân lý thứ hai, nơi sinh ra muôn thứ khổ đau. Hay nói cách khác là nguyên nhân tập hợp mọi sự khổ đau của kiếp làm người. Chân lý này đúng như thật, nhưng mấy ai đã lưu ý đến đó. Đời sống đau khổ của con người không còn có nguyên nhân nào khác hơn nữa ngoài nguyên nhân này. Cho nên làm con người thì không ai là không có lòng ham muốn. Dạng vật sinh tồn trên quả đất này đều có một nguyên nhân ham muốn này mà thôi, tức là ham muốn sống. Ham muốn sống là một chân lý như thật, không còn có ai chối cãi được. Chân lý thứ ba, tám phương cách. Đó là phương cách để sống đạo đức nhân bản, nhân quả. Đau khổ của con người là một loại bệnh nghiệp do hành động nhân quả của mỗi con người tạo ra cho chính mình. Bệnh do chính mình tạo ra cho mình, chứ không phải ai ban tai họa giáng bệnh. Vậy có phương thuốc nào trị hết bệnh nghiệp khổ đau của con người chăng? Bệnh nghiệp nhân quả do chính từ hành động của mình mà có, nên con người cũng có một phương thuốc bằng hành động của chính mình đối trị và chuyển hóa bệnh nhân quả rất là thần diệu. Nhờ đó mà con người hoàn toàn hết bệnh, hay nói cách khác là làm chủ mọi sự khổ đau của kiếp người. Đó là phương thuốc có tám vị hợp lại thành một toa thuốc: đạo đức nhân bản, nhân quả, không làm khổ mình, khổ người. Trên cuộc đời này, kẻ nào sống không làm khổ mình, khổ người là kẻ đã làm chủ được bốn chỗ đau khổ: sanh, già, bệnh, chết. Cho nên phương thuốc đạo đức này, nếu ai chịu uống thuốc thì bệnh khổ sẽ chấm dứt. Còn ai không chịu uống thuốc này thì không có một vị thầy thuốc nào cứu mình được, dù là thần y, thánh dược cũng chỉ vô phương cứu chữa.